Bây giờ chúng ta đi lên đỉnh tháp. Cầu thang làm bằng đá rất đẹp. Hồi tưởng là một tượng Phật, tượng Quan Âm Bồ Tát. Ở đây là lối đi chúng ta lên đỉnh của chùa. Từ đây chúng ta có thể view xung quanh quận 9 ở khu vực gần chùa. Đây là đỉnh tháp ở bên cạnh. Đây là dự án Metro Line với các cầu tháp vàng vàng màu vàng. Đứng ở vị trí này rất là mát. Kia là hướng nhìn ra sông Đồng Nai. Hướng của chùa rất phong cảnh hữu tình, tòa sơn thủy, hướng ra sông Đồng Nai và tựa vào các vách núi phía sau lưng chùa.